Xin chào tất cả mọi người đã đến với nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Đây là khu vực phía trước nhà thờ và đây chính là khu vực phía đầu nhà thờ chính tòa phía bên ngoài. Phía bên trong nhà thờ. Và đây chính là bên ngoài nhà thờ chính tòa, khu vực đầu nhà thờ. Đây, phía tầng trệt của nhà thờ đã được ốp đá này. Và phía đầu nhà thờ thì còn có kỳ đài Thánh Giuse. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục về nhà thờ chính tòa để cập nhật ở những tỉnh. Và đây chính là bậc để tiến lên phía đầu gian cung thánh của nhà thờ. Tất cả các họa tiết hoa văn này. Và xung quanh ở đó chính là những cái đèn pha để chiếu sáng ở lên nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Về ban đêm và khá là lung linh. Và đây chính là cửa phía đầu gian cung thánh nhà thờ để tiến vào khu vực bên trong nhà thờ. Và bên trong nhà thờ thì họ thiết kế khá là rộng. Và hôm nay tất cả các bác thợ tiếp tục về nhà thờ chính tòa để tiếp tục hoàn thiện các công tác ở các công trình bên trong nhà thờ. Và khu vực tòa nhà thờ thì vẫn chưa được nắp. Hiện tại ở đây chính là phong của nhà thờ. Còn tòa nhà thờ đang được trang trọng hoa văn, cũng như chuẩn bị cho phần sơn son thiếp vàng. Rồi, bên trong nhà thờ khu vực gian cung thánh này có khá là nhiều giàn giáo. Và đây chính là khu vực bên trong nhà thờ, ở bên phía nam bên trong nhà thờ. Và đây chính là tòa của Thánh Đa Minh, quan thầy đệ nhị của giáo phận Bùi Chu. Và mình cùng tiến ra phía bên ngoài nhà thờ để xem cũng như các video phía bên ngoài nhà thờ. Đây là cửa của ở khu vực gian cung thánh, cũng như các cửa kính ở bên trên thì họ làm bằng kính trong. Và đây chính là dậu đá của nhà thờ. Hiện tại thì cột của dậu của nhà thờ đã được hoàn thành. Và đây là toàn cảnh các họa tiết hoa văn ở trên nhà thờ chính tòa. Nhà thờ chính tòa được xây theo phiên bản nhà thờ chính tòa cũ, nhưng khác ở chỗ là xây cao hơn. Và nhà thờ mới thì có tầng trệt, ở nơi là cầu nguyện cũng như là nơi an nghỉ của các giám mục giáo phận. Đây, tường bên ngoài này khá là đẹp. Và đây chính là cột của các dấu của nhà thờ chính tòa. Và đây chính là tường phía chính giữa ở gian cung thánh của nhà thờ chính tòa giáo phận. Đây, cái cửa trắng này. Và ở chính giữa thì có hai cửa bằng gỗ lim được ở sơn PU. Và đây chính là cột dậu của nhà thờ này. Ở các khu vực ở bậc có dậu thì đây chính là trụ chính. Và đây chính là cửa này được làm bằng gỗ lim rất chắc chắn. Phía trên thì có khá là nhiều chắn thông. Và đây chính là khu vực phía đầu nhà thờ ở bên phía nam. Bên phía nam thì có nhà trung tâm ở mục vụ của giáo sư chính tòa.
Và đây chính là khu vực gian cung thánh ở bên phía nam của nhà thờ chính tòa Sáu Phận. Và xung quanh nhà thờ đã được sơn đầy đủ. Chỉ còn mỗi bên trong nhà thờ, phần kê ghế cũng như tòa chính, thì nhà thờ chính tòa giáo phận sẽ được hoàn thành bên trong cũng như bên ngoài. Ở bên ngoài thì còn phần nền sân và xung quanh khuôn viên nhà thờ. Và đây chính là đường đi xuyên từ tháp bên này sang tháp bên kia ở bên trong nhà thờ. Và hiện tại thì tất cả các công trình đang được cấp rút hoàn thành để phục vụ cho nhu cầu của giáo xứ chính tòa cũng như ở giáo phận Bùi Chu. Và cũng để chuẩn bị cho ngày khánh thành sắp tới của nhà thờ chính tòa giáo phận. Và phía trong nhà thờ thì phần tháp chuông trên tầng 2 cho đến tầng 3, tầng 4 thì người ta làm thông, không có mái, chỉ có mái ở trên tầng 1 của phần tháp chuông của nhà thờ. Đây là khu vực những cái chớp chắn thông này, những cái chớp đều được xây ghép bằng ngói cũng như phần gạch. Hiện tại thì khu vực tháp chuông ở bên phía may chưa được treo chuông. Và đây chính là khu vực cầu thang để đi xuống này, xuống dưới tầng 1 của tháp chuông của nhà thờ chính tòa. Như phía dưới này, tất cả đã được ốp đá này, phần tường cũng như phần lên. Còn ở phía ngoài tháp chuông thì có phần ngói của thân nhà thờ chính tòa, ngói vạch cá này. Nhìn rất là đẹp. Ngói họ xếp rất là đều. Và đây chính là toàn cảnh bên trong nhà thờ. Toàn bộ nền cũng như tường bên trong nhà thờ đã được hoàn thiện. Và chỉ còn phần cái ghế cũng như ở phần tòa chính gian cung thánh. Và đây chính là bên tường cột cũng như xà ở bên phía nam bên trong nhà thờ. Và mọi người nhớ đăng ký và nhấn thông báo để đón xem các video tiếp theo. Xin chào.